Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Không kết hôn muộn, liệu có phạm phải tội bất hiếu với cha mẹ hay không? Kính thưa quý vị và các bạn, hôn nhân là sự kiện trọng đại của mỗi người. Tuy nhiên ngày nay rất nhiều bậc phụ huynh đã đang và rất phải đau đầu khi con cái tới tuổi dựng vợ gả chồng mà vẫn không chịu tìm hiểu hay bước vào mối quan hệ tình cảm. Có rất nhiều người trẻ ngày nay dành thời gian cho việc tìm kiếm sự thành công trong công việc và sự nghiệp trước. Có người lại cảm thấy rằng họ yêu thôi cũng đủ hạnh phúc mà không nhất thiết là phải kết hôn. Bỏ qua những lời thúc giục từ gia đình, giới trẻ ngày nay dường như đang đóng cửa trái tim và chấp nhận một cuộc sống độc thân. Vậy thì việc những người trẻ không kết hôn, chậm muộn kết hôn của giới trẻ ngày nay có bị coi là phạm phải tội bất hiếu với cha mẹ hay không? Để tìm hiểu vấn đề này thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Tại sao giới trẻ lại không muốn kết hôn? Cuộc sống hiện đại ngày nay với nhiều lối tư duy khoáng đạt cho nên giới trẻ không vội vàng chuyện chồng con như ngày xưa. Thế nên khi cha mẹ thấy con có công việc ổn định, lại có vẻ sống độc thân nên cũng muốn những người này thành thân để yên bề gia thất. Tuy nhiên, yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không phải cứ yêu là cưới thì sẽ có được hạnh phúc bền lâu. Hơn thế nữa, hôn nhân sẽ biến mối quan hệ trở nên phức tạp khi nó còn liên quan tới gia đình hai bên, là mối quan hệ giữa họ hàng, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, nàng dâu và chàng rể. Chưa kể tới việc có thêm những thiên thần bé nhỏ thì cuộc sống lúc đó sẽ là một thế giới hoàn toàn khác lúc độc thân rất nhiều. Phức tạp hơn, bận rộn hơn, mệt mỏi hơn. Thế nên những người trẻ chọn cho mình con đường an toàn sẽ không kết hôn cho tới khi nào họ sẵn sàng. Những người trưởng thành cho biết họ không hứng thú với chuyện yêu đương, hẹn hò hay phải dành thời gian cho một người xa lạ, mà thay vào đó là được sống tự do, thoải mái tận hưởng cuộc sống, có nhiều thời gian hơn để phát triển sự nghiệp, chăm sóc bản thân. Hầu hết, tất cả đều cảm thấy rất ổn khi chỉ sống một mình. Ngoài ra, việc phải chi trả những khoản tiền lớn như tiền tổ chức đám cưới, mua nhà, nuôi dưỡng con cái khiến cho phần lớn những người trẻ không chọn kết hôn. Phụ nữ thì cũng như vậy. Trước khi nghĩ tới một tổ ấm, họ cần có một công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng cùng kinh tế vững chắc thay vì sống với tư tưởng một túp lều tranh hai trái tim vàng. Trước tình trạng đổ vỡ hôn nhân của các cặp đôi có dấu hiệu gia tăng, dẫn tới giá trị về niềm tin hạnh phúc gia đình cũng bị suy giảm rất nhiều. Thậm chí, có không ít người sau một vài mối tình tan vỡ bị tổn thương quá lớn đã mất hẳn niềm tin về hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân. Với tâm lý của các ông bố bà mẹ thương con hay lo lắng cho con thì việc họ hối thúc lập gia đình cũng là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, sự vận động, sự động viên thái quá hay là sốt ruột thúc giục của gia đình và người thân sẽ tạo ra vô số áp lực. Không ít người lo lắng rằng liệu chưa lập gia đình có phải là việc bất hiếu với cha mẹ hay không? Về khía cạnh này thì cần phải xét theo từng quan điểm cụ thể, theo cả dân gian và theo đạo lý nhà Phật như sau. Lý giải việc không lập gia đình, chậm muộn kết hôn theo như dân gian. Trong cuộc sống, đúng là cha mẹ nào cũng đều mong muốn con cái trưởng thành, thanh đạt, giỏi giang, hạnh phúc. Thế nên theo quan niệm xưa cũ thì một người không lập gia đình thường sẽ bị coi là chưa làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Không những thế, nếu đã lập gia đình mà không sinh được con trai để nối dõi tông đường thì còn bị chỉ trích nặng nề hơn. Theo quan niệm dân gian thì việc sinh con, nhất là sinh con trai, nhằm mục đích duy trì nòi giống, có người nối dõi tông đường để cảm thấy sự sống của mình còn tiếp nối tới mai sau. Thế nên gia đình nào không sinh được con trai còn bị cho là bất hiếu. Thậm chí cho tới tận ngày nay, quan niệm trên vẫn còn tồn tại ở trong nhiều gia đình. Nhiều người vẫn cố gắng để có bằng được đứa con trai cũng chính là vì lý do này. Vậy nên nếu như trong gia đình mà có người con trai đi tu, con bị xem là không có phúc, bởi vì họ nghĩ rằng người này không lập gia đình
không sinh con nên kết thúc sự tiếp nối của dòng tộc mình. Lý giải việc không lập gia đình theo Phật giáo. Trong đạo Phật thì chữ hiếu luôn được đề cao, thế nhưng chữ hiếu tập trung vào các phẩm chất con người hơn, đó là bao gồm biết kính trọng, phụng dưỡng, thuận hòa, hỗ trợ cha mẹ sống hướng thiện. Đức Phật dạy về vai trò của cha mẹ với con cái, trong kinh có ghi lại như sau: con cái sẽ nuôi dưỡng cha mẹ, sẽ làm tròn bổn phận với cha mẹ, giữ gìn gia đình truyền thống, bảo vệ tài sản thừa tự, sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Đối với sự nhìn nhận của thế gian thì người không thể chăm lo phụng dưỡng cha mẹ mới là người bất hiếu. Người con có hiếu phải là người biết báo đáp cha mẹ bằng cách trưởng thành, lập gia, lập thất, lấy vợ, sinh con và sinh được con trai. Vì nếu không có con trai nối dõi tông đường thì các cụ cũng cho đó là bất hiếu. Chữ hiếu của thế gian là phải gìn giữ được gia đình, gia tộc được ôn hòa, tốt đẹp, không mang tai tiếng cho cha mẹ, phải công thành danh toại ở đời, đem vẻ vang cho cha mẹ. Người con ấy thì cũng phải biết phụng dưỡng cha mẹ, không được để cha mẹ đói khát khổ sở. Khi cha mẹ già, yếu, bệnh thì người con phải chăm sóc cho cha mẹ đầy đủ, cơm bừng nước rót, thuốc thang vỗ về, sớm tối thăm nom. Cha mẹ mất đi thì phải lo tang lễ đầy đủ. Tang lễ rồi thì người con còn phải lo chu đáo phần mộ, rồi phải thường thăm viếng mộ phần, hương khói, dỗ chạp đầy đủ. Theo đó, người Phật tử không có bổn phận hay là trách nhiệm phải lập gia đình để làm tròn chữ hiếu. Hơn nữa, trong đạo Phật nhấn mạnh chữ duyên. Theo đó, một người lập gia đình muộn là do duyên chưa đủ, chứ không liên quan tới chữ hiếu. Vì thế, việc kết hôn của con cái là thuận theo tự nhiên, không nên gượng ép, không nên áp đặt ý kiến của bản thân lên con cái. Việc hữu duyên không phải cứ mong cầu, cứ nỗ lực là được. Việc này cũng giống như việc ghép một bức tranh. Khi đang thiếu một vài mảnh thì làm gì có bức tranh có thể hoàn thiện được. Thế nên, việc cần làm là phải sống an nhiên, vui vẻ, kiên nhẫn chờ đợi duyên tới. Ngược lại, nếu một người vội vàng lập gia đình, không tìm hiểu chín chắn, thế rồi hôn nhân trục trặc đổ vỡ, con cái chia lìa, khiến cha mẹ hai bên ăn không ngon, ngủ không yên, thì đó mới gọi là bất hiếu. Hiếu của người con tại gia là sự chăm sóc thân xác cho cha mẹ. Tuy có giúp cho tinh thần cha mẹ được vui vẻ, được vẻ vàng một chút, thế nhưng theo lẽ vô thường, cha mẹ vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết đi. Người con tại gia thì cần phải cơm bưng nước rót cho cha mẹ. Tuy nhiên, với người con hiếu thảo, nhất là khi cha mẹ về già, thì không nên cho cha mẹ tiền bạc. Bởi vì tiền của nhiều thì người già thường hay tiếc của, giấu đi, rồi đến lúc chết họ luẩn quẩn với mấy đồng tiền, sẽ đọa làm ngã quỷ. Thế rồi khi cha mẹ chết, con cái xây mộ ốp đá thật đẹp, cha mẹ tiếc tiền bạc của con cái, cho nên họ cứ ở đó làm quỷ giữ mồ không siêu thoát. Vậy nên khi cha mẹ về già thì con cái không nên cho vàng bạc, cho đồ bạc quý báu. Cần phải làm gì để cha mẹ an lòng khi con kết hôn muộn? Tuy rằng việc kết hôn muộn không phạm phải chữ hiếu theo những góc nhìn Phật giáo, thế nhưng với phận làm con thì không nên cố gắng chống đối, cự cãi, gây thêm mâu thuẫn để khiến gia đình không vui. Điều quan trọng nhất trong hoàn cảnh này là cần phải giúp cho cha mẹ an lòng. Muốn như vậy thì trước hết, người làm con cần phải hiểu cho cha mẹ. Có như vậy thì mới có thể có được sự cảm thông. Với khoảng cách các thế hệ và quan niệm sống khác biệt, nên cha mẹ lo lắng, thúc giục là chuyện vô cùng bình thường. Con cái nên tìm hiểu, tìm cách tâm sự với cha mẹ, bày tỏ cho họ biết rằng mình cũng muốn tìm người phù hợp, thế nhưng do duyên chưa tới. Đừng ngại giải thích cho cha mẹ biết chuyện kết hôn cần phải hội tụ đầy đủ nhân duyên. Thúc ép quá sẽ tăng thêm áp lực, miễn cưỡng sẽ không được hạnh phúc. Bởi vì hôn nhân là việc quan trọng, chứ không phải cứ cố làm theo ý người khác thì mọi sự sẽ được tốt đẹp. Cha mẹ mong muốn lớn nhất đó chính là hạnh phúc của con cái. Hiểu được nỗi lòng của con cái rồi thì cha mẹ sẽ cảm thông hơn. Ngoài ra, người con thì cũng cần phải thay đổi lối sống của mình để lành mạnh, để cha mẹ cảm thấy an tâm. Hãy mở tấm lòng của mình, sống với tất cả mọi người một cách tốt đẹp nhất, để cho cha mẹ không cảm thấy bạn cô đơn buồn tủi, không cảm thấy rằng bạn đang một mình là do số phận, chứ không phải là bạn cố tình như vậy.
hãy sống sao cho cha mẹ cảm thấy tự hào về mình khi mình là một người con nhân hậu, giỏi giang, mạnh mẽ. Và điều đó cũng có nghĩa mình là một người con có hiếu. Ngoài ra, hiếu đạo không chỉ đơn phương một chiều từ con cái tới cha mẹ, mà còn là ở chiều ngược lại. Vai trò của cha mẹ đó là ngăn con làm điều ác, khuyến khích làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp. Do đó nên cha mẹ cần tập trung những việc quan trọng này hơn là việc ép con chuyện cưới xin. Ngày nay do việc khủng hoảng trong các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái càng ngày càng trở nên rõ ràng, và có nguyên nhân trực tiếp là từ những áp lực vô hình đang đè nặng lên đôi vai của cha mẹ và con cái. Những áp lực này lại có nguyên nhân sâu xa từ những vọng tưởng về nhau, và kể cả những suy nghĩ chưa lập gia đình là bất hiếu cũng là một trong những kết quả của việc này. Và việc xóa bỏ góc nhìn này chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng cuối cùng, dù là cha mẹ con cái có yêu thương thân thiết với nhau tới mức nào, thì mỗi người đều là những cá nhân riêng lẻ, có một tư tưởng, một lối sống riêng biệt. Nếu gia đình quá áp đặt khiến trói buộc cuộc đời của những người con với lý thuyết là phải làm cho cha mẹ hạnh phúc, trong khi đó sự thật là cuộc đời của con cái hạnh phúc thì ai ai cũng sẽ hạnh phúc nếu có thể hóa giải cho cha mẹ khỏi những vọng tưởng về con cái của họ, đồng nghĩa giải thoát đứa trẻ để chúng có thể tự do trở thành một người tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, tự đối mặt với nghiệp báo của chúng, thì mới có thể mang lại cuộc sống lành mạnh cho cả con cái lẫn cho cha mẹ. Các bạn đã được lắng nghe video Không kết hôn, kết hôn muộn, liệu có phạm phải tội bất hiếu với cha mẹ hay không? Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!